Hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to teach you chapter 13 at the airport and unit 3 about airport. Okay, and you go to page 77 and 78. Okay. Chứng xong xoa cũng sang dịch mấy nè thằng học nế. Ngày ní nhóm xôm bằng hai mê riêng và tòa tiết nơi có nông sức hậu English for Cambodia bụi phố đã nơi tùm phố tì sai sập rầm phí nâng xâm túc chất sập rầm phí nâng chất sập rầm bầy bạn chứng bằng to phí mê riêng môn cư có nông chung phụ tì đọc bầy đã đá hay cư mê riêng tì bầy about airport chứng mong ôn bồn chạy hãy cứ airport nhưng phải là Akashian Tham chẳng dừng dường phí Akashian Tham là thay này. Ok tỏ chẳng dừng chập đàm thảm đỏ. Let's go. Alright, this is the pages, page 77 and this is 78, unit 3 about airports. Ok chẳng you can take a look at the picture. And I don't think that you can see this anymore in Phnom Penh because it already updated. Chẳng khnông rup hiếp ní cứ chỉ rup hiếp cao pi pi pê mụn bà dì pi ca xin than po chân tông bà rup hiếp ca xin than po chân tông cao pi chùm nuan cao sắp rồi hồ đò chùm nuan pi poán bà hay bật thông mắc khai mắc cứ trở bàn update trở bàn bật cho bàn phía phải tập tay thông mấy hay chìa lỡ nâng cư dương nó về đây dương tục khớ nhớ à kia nó không cư nâu đỏ đá bàn tay chung phu ca để qua ca tập tay nó cũng cáo cư khó phì một bàn viên đã cả nạc lo và sao chương môn trả chứng do you know that in Cambodia how many airports are there? Okay, this question gonna be this. Number one, have you ever visited an airport? Why did you go there? Okay, chẳng xin lưu sưu thác ta nẹ thua tu sản á rưu có tu lên nấu ở các hiện tháng đại rực tế. Why did you go there? Hãy đợi với ban chỉ nẹ tơ tì nụ. Ok, chân chấm lại này cứ bốn bốn chlai nơi khuôn ai đời prap bông pi bọt bì sọt khuôn ai thật plot tứ à ca nhìn thán được gọi on hay hạt với bạn nhìn tờ này tì nụ chân nẹ khá quạt tư đầm bay chun nhiệt mật bông bốn quạt tư tờ làng dân ho hay nẹ khá có nhiều khi có quạt tơ đầm bay tàu từ tua sạch nhiệt bỏ qua nhiều khi có quạt tơ thưa đầm na chi tam yun ho thưa đầm na đời chi yun ho đời khu này quạt chẳng tới quạt thưa đầm na tàu từ tiệp xin những nó tàu từ tiệp xin và từ thuyết xe những tờ và những khác có tờ thơ ca nấu tì nu có thơ ca có nông mục nghiệp xinh xinh có nông ok chân chân phô phô toán ta phô phô lọc tờ lên thế hay hạt với ban phô tờ lên tì nu ok chân chân phì hạt phọt tỏng chân dương cho tờ xử mũi thứ phì number 2. How many airports are there in Cambodia? Ta miền là Kasien Than phần mán nơi nông bà tì kàm chì dương. Chân phong phong đăng tiết thao miền Kasien Than phần mán nơi nông bà tì kàm chì dương. Ok. Chân phong phong xa lời. Ta dùm nế đăng đại bóng và đại phong đăng. Ok. Dùm chạy than nơi nông bà tì kàm chì dương miền Kasien Than chùm nguồn bay thông thống từ
đại học Phong Đồng Nai cá, cứ tìm mối cá hiện than on tại chụp nông phấn, miền thị trang ở thị trường nông phấn ở khu trình tống, hay tìm quy nữa cứ cá hiện than on tại chụp sim riếp, nơi khát sim riếp, hay tìm bấy cứ cá hiện than trong xe nụ, và cứ lâu cùng phong tập chia cá nhân than on tại chiết trong xe lũ hay nâng miến cá nhân than thay lang chỉ mình to mình tốt nơi tam giác cá thì vật vật thể rồi bảo đi ra tại bán nâng phụng rí hay miến cá nhân than chỉ tràn gần này thì ok vấn đề phải chụp bón cứ làm nào cá cam như có lẽ còn lại chỉ on tại chiết nó cứ miến bay gần này thông thông này. Okay, now we go to number 3. What is the name of the biggest airport in Phnom Penh? Chúng ta sẽ ta chúng mục này là cả hiện tham đã thông chứng kia bằng phát nên chúng mục ở với nơi khổng bởi cảm chìa. Okay. Chúng ta muốn là khổng rút hiệp chạy này từ cái hào tham cả hiện tham làm tại chết bộ trần tổng mà bằng ta lỡ đôi chúng ta là cả hiện tham on tại chết Phnom Penh và Phnom Penh. Khi nên chỉ chung là thông chương kế cứ nơi Phnom Penh là cả hiện tham thông chương nơi Siem Reap thông chương nơi Krông Sen. Ok. Now we go to the text, but before we read, we have to learn the vocabulary. Ok. Now learn the first word. Transport center. Transport center. Yên phải tham mà chạm mình đồ đặc trình chủ. Center này yên phải tham mà chạm mình đồ. Transport phải tham đặc trình chủ. Ok. Chuyên dương ai rô biết mình khởi nhé. Transport center. Transport center. Mà chạm mình đồ đặc trình chủ. Now we move to the second word is suitcase. Suitcase yên phải tham và lý đại vắn được có và lý đại xâm lý bình tẹn. Suitcase. Okay, you can find the word suitcase. Where is it? Suitcase. Yes, right here. Suitcase. Rather vali đại văn. And then land. Land. Xem rather chọ. Where is the land? Here. Plain land. See. This word land, prai tha chok chok. Bởi vì như bị land chỉ nói như prai tha đầy. Ok, đầy, được đầy đầy nữa. Còn tại chỉ kể sắp như prai tha chok chok. We continue, take off. Take off như dùng prai tha hoặc làm và hoặc hà làm. Take off. Immigration section. Immigration section dùng ra tháp này em tạo phổ về line immigration section. Ok, right here. Immigration section. Next, departure area. Departure area dùng ra tháp cần lành trên nào và cần lành để trở trạm trên tới departure area. Nơi lành here. Departure and arrival area. Arrival area nhưng ta tha cần lại một đỏ. Ok, cái này này xem là nè một đỏ. Chứ nhận từ tool ấy còn từ tool sang nhiệt ấy cứ từ tool nó arrival area hay nè là từ chu nằm ná cứ còn từ chu nằm ná nó departure area. Ok, hay nó có nói nó cứ mình cái mình bị trang screen để bảo hành là trường hoa hà ná một đó là trường hoa hà ná trở trình được nào bạn hãy mơ nó gọi là departure area arrival area. Ok, ok, now that's we have to read the word three times tạo những an bị bay bay đó chấp lắm. Transport center. Transport center. Transport center. Suitcase, suitcase, suitcase. Land, land, land. Take off, take off,
take off. Immigration section. Immigration section. Departure area. Departure area. Departure area. Arrival area. Arrival area. Arrival area. Chúng ta cũng chẳng lực rưu chấp đảm án hơi những bộ prai ở phụn phụn tâm đoàn. Ok. Còn đấy, một những phụn phụn án cứ phụn phụn trời án xâm lưu ní rồi thà phụn phụn trời chạy xâm lưu tiền phụn phụn ní. Ok. Now we will read the question all together. Number one, why are airports important? Chúng ta ta hãy đối với bàn chìa cả hiện thán miễn sẵn sống khăn. Number two, how are they keep clean and tidy? Ta, they ni kì kì xin tạo từ lửa airport, ok? Chẳng ta, các dịch thái nó trâu bàn rẽ xa, ở miền là máy hay nâng rồi bịp rối, đau rồi bịp nè. Number three, what will happen if a suitcase is left on the ground? Why? Chẳng xua tha ta nâng miền ở vầy cả lãng và xin chìm miền vali đại vắn đà tục cháu nó lỡ đầy Hathaway. Number four, what happens in the part of the airport that is outside? Chính số ta, ta miền ở với cạn láng nơi khăn nông in the part of airport, nơi khăn nông phần này này cả hiện thán đã nơi khẳng cả. Mình này ta, phần này này cả hiện thán nơi khẳng cả nữa, ta miền ở với cạn láng khẳng. Ok, number five, where are the arrival and departure areas? Ta đồng bọn được có cần lại một đo hình chạy trên nâu cả lại nà trong đường tỷ tỷ tăng. Number 6, who are most of them the people might see in an airport? Thì giờ ta nâng nà chúng là tìm mũi, chúng là ế cứ mà đu được phía trang để nẹ ai đừng khơi nhau trong airport. Mình biết rằng để dân khơi những con airport nó chỉ là này hay B để other people there. Chúng nói B đến để xua từ đây là xong rồi đã who are the other people. Ta mình lúc đó tới tiết cao thì mình biết rằng để dân khơi những cư chỉ là này. Ok. Chỉ nên chia xong rồi cùng buổi để cùng ôn thời trái hay chấm lại cứ thật con ông ta bọn mình tạm đoàn tập. Chẳng lỡ đồng ý không ai khác với you. Mình rồi xong an hay là bọn phải làm đó. Airports are important international transport centers. They are also important for travel between cities inside a country. They are usually many places because people aren't allowed to drop any litter or make a mess there. Even if someone leaves a suitcase on the ground and walks away, it will be removed because of the need of security. Airports are divided into two main parts. One part is outside. This is the very large area where planes land, take off, move around and park. The other main part of an airport, is inside and is divided into various sections. For example, there are the check-in desk and immigration section, the customs section and the departure and arrival areas. If there is enough space, restaurants and shops will also be provided. This part of an airport is usually full of people. Most of them are either people who work there or passengers. The passengers may be businessmen, businesswomen, or tourists. However, not all the people work in the airport or are passengers. Some have come to meet passengers who are arriving or to say goodbye to friends or relatives who are leaving. You can go inside the airports
as long as you are with a passenger. Okay, chân là cụ ăn chọc chân bốn bốn ăn ăn nơi không sử dụng bốn nó bàn tràn đón đồng bì hơi thà đồng nà ca này ca ăn what nà ca này ca riêng bộ phòng bốn bốn ăn nít ca sport chùm niên mà chân sử dụng nên chọc ra bỏ prai tăng đón toàn chân lực cụ bỏ prai tăng đón chân lực cụ ăn sạc mấy tí lực cụ bỏ prai vô tầm đón chung con bôn vô cho tục đã hơi nâng sự kết mớ thả ta lực cụ bỏ prai kia nà thay nhầm mấy kia nà thay nhầm mấy tập à ca chiến thán cư chìa mà chạm mần đốl đất trình chún on trả chiết đo sầm khăn đo miên sả ra sầm khăn phụ kế cư chìa phụ kế cư miên sả ra sầm khăn phong đáy sầm rắp ca phơ đầm ná rổ viên ti krong nè mùi nè mùi nè khu nông prate phụ kế chị tu tớ cứ miên à nà máy hai nâng được biếp chị ti cả lại đè miên à nà máy hai nâng miên được biếp rồi lắng nè vì prú mình nu mình đi mình trâu ba nà mình nhát ôi bọc sầm rám cháu rư cò phơ oi rồi nhé rồi nháy nó tin được tệ sông bay thà bờ sân sông bay tại bờ sân chi miên ở nam mà nẹ túc và lý nờ lờ đấy hơi đà từ ngãi đà trình tới và lý nút trâu ban dọc trình đừng trâu ban dọc chính thì pro tai đầm rau cá này sân thì sọc miên này thà nó bây giờ vào lý đã chào chứ nghe khoảng miền phê vẹn co đã rộp bài đấy chẳng á chẳng cái khôn đã vào lý đã chào chứ cứ hàng xong rồi sọc cái cứ kê tờ vô trình phim phim thèm đòn bà kê ở tục chào chẳng thịt kê tỏ à khá diễn thán cứ trâu ban bài chạy từ chìa phí này xâm khăn xâm khăn này tìm mũi cứ này khẳng kéo ảo sái hay nít cứ chia đầm bón đã thùng khăn nè thùng từ đi khăn nè đã chỉ ti cái lại đã dồn hót cho chót hay họ hà lắng plati ti cái lại mũi từ lại mũi hay chót chứng hay khăn cắm chia cái lại đã dồn hót cho chót dồn hót họ lắng dồn hót plati hay nứng dân họ chọt chẳng việc chỉ tìm lại để thông dựng kỳ bà này xâm khăn xe tiết này ở các diễn thán cứ này kháng khổng inside hay trở bàn bàn chạy từ chìa này xe xì bị kìa vari section này xe xì bị trả ủ tí hó miên cả lại cho chmút check in desk ok miên lại cho chmút miền này ăn tàu bờ vé, ok, cái này tàu bờ vé, miền này coi customs section, hai nâng cần lại một đó nâng cần lại trình đầm nà, bà, hai bên sân chia miền cần lại tầm này group quán, phôi than hai nâng hang xem xét nâng trâu bàn bạc chùn được gọi đó chùn ấy này ní nó có nông ngày cài hiện tháng cứ chỉ tu tớ bộ pinh tận đòi một lúc này là nó miền một lúc pinh pinh đằng đó ngay thị tràn phụ kê cứ chỉ nẹ đại thơ ca nó tí nút rứ có chỉ nẹ thơ đồng nà phà sinh chờ ấy nẹ thơ đồng nà a chi nẹ chùm nguồn prop sray rư có chỉ nẹ test cho bơ tu chi chẳng nào có đói mình men mình nuôi chẳng ọ thơ ca nộp nông airport rư có chỉ nẹ thơ đầm ná đô tê nẹ khá cứ mốc đầm bay chuộc nẹ thơ đầm ná đài một đón rư có đầm bay lía
khnía chủ mùi mất phe rư có sẵn nhiết đá nẹ đai cùng phong tài trả trình nẹ ai tư này khẳng khăn ông này cả hiệt thán bàn phòng đáy bà sân chỉ nẹ nâu chỉ mùi nâng nẹ thơ đầm nào tị chôn bỏ kế phòng sinh chờ đôi tia tha mà đại dân trâu có chỉ dân hòn chân chân dân ác chô lục nông chỉ mùi gọt bàn là bây dân lìa quạt. Ok chúng bật sinh dân tâu thầm này ai hay dân ạc trâu chi dân hò ạc trâu chuộc mà thật tuôn nhiều thì chói cứ kia ạc ai chô lì. Ok rồi chân lục rưu xong chọc ca bỏ prai tập bình này hay đòl vẹn đầy dân trâu chói dân lù chân xin lưu tí mùi why are airport important and với bạn chỉ ở cả diện thang miên sẽ đạt xong càng. The answer is because they are transport center and also for travel between city inside a country. Okay, chẳng chẳng lái cứ đợi xa tại cả hiện tháng cứ chỉ 100 đô la hiện chút hay có chia có sầm rắp cả phương đồng ná đồ viên thị trọng mùi từ thị trọng mùi đặc nông tệ chẳng vì mình sạp khăn đợi xa này chẳng không có nay rồi chẳng lái những bàn lưu chua thị mùi nhé. But important international transport center, they are also important for travel between city inside a country. Okay, now go to number two. People aren't allowed to drop any litter. Okay, Sumnu Sutha, sorry, Sumnu Sutha, how are they kept clean and tidy? Ta ka yin than praban ke rẽ xa miền nằm máy là sẽ nặng nó đòi được biếm nè chứng chùm lái cái lại này they are usually very clean and tidy place because people aren't allowed to drop any litter or make a mess there chứng đòi xa tại mà đồng nia là tôi tin nó cứ khi mình ăn nhà đó bọc xung đám cho đi bắt đá đi cổ thơ oi rồi nhê rồi nháy nó tin nó thì ok chứng hai lần ấy bạn chỉ nó cả hiện thân chỉ từ tớ thì sạch miền nằm máy mình sẽ nặng nó lo. Number 3, what will happen if a suitcase is left on the ground? Ta nung mean away ka lam bơ sân chi mean vali muay da chao nung lơ đầy nung. Hai da vay, ok. Chum lai, it will be removed because of the need of security. Vìa nung trâu bán dọc chính vì pru tai đồm rau ca kháng and sunny sock. Chân chum lai cái này có nghĩa là it will be removed because of the need of security. Ok, chân chum lai bộ ổn hay không bạn không ăn bọt. Ok chẳng chúng tôi tìm buôn thì pram thì cũng mỗi cứ bốn bốn trả lời đời luôn ấy rồi chúng ta không ăn bọt được chỗ này. Ok hai có chỉ cách cạp đẹp phòng đài chẳng bốn bốn trở rộp chúng ta thì buôn thì pram thì cũng mỗi chỉ cách cạp đẹp đó chẳng bật to vì ạ xó ấy dừng ơn xung tổ tạm bất xùm nú cứ nó không phát bì thế cụ sơ sê khóng tích đã ế chẳng phụ phụ này cài đã ế bàn ok chia chung là bì thế và cài đã bì và mình ế thế tạm chẳng dương bật to từ chung là xì chung là xì cứ dương thầu bổng bình bà mà nế chẳng chung là bì fill in the gap men write question đấy cứ fill in the gap mà. Fill in the gap ni cứ dùng như mình ăn tập bọn ni của bọn an hay the crew xong bỏ prai tiện nó không trả lời mình tích này trâu bụng pin mình tích the arrival area chúng ta tha tầm lại một đó the custom officer prai tha mình trai hàng cối the international airport chúng ta tha akasien thang on the chiết. The other passenger, yung prai tha nè đồng nạp xe tiết. The security officer, yung prai tha mùn trai hàng xoắn đi sốc. The airport taxi sign, yung prai tha xa xin nha rung dung chung nua nụ khnong a ca hiền thang. Ok, tổng chân thông bôn an nạp bọn ní hay bình tạm nụ tạp lời dương an mất. At Phnom Penh International Airport, Suchita waited in the departure area. After about half an hour,
CN CNA chân ta biết nà để dừng vô một đạo CN got on the plane for Bangkok. Ok, chân chưa ra được biết mũi bị cái nông phóng nhưng mà một bình là ngân chân bị tìm mũi cứ rùm bình the other passengers chân chân chưa ra được là ngân mũi đi the other passenger chân rùm rùm xong cụ chân nằm đi tới là dừng chưa ra được the other passenger chân dừng chưa ra được the other passenger dừng cho màu bình nơi chân lọ này the other passenger number dừng tôi tỏ biết when the plane landed in Bangkok all the passengers were taken to building in the bus. Ok chân nó bây đây là dừng hoa cho chót nơi thì trong Bangkok nè thôi đồng nào thằng Astroban nuông tấu tấu ấy tấu kia chương trình lái cứ the arrival area chương trình chưa rơi vô arrival area vô màu bằng pin nơi tin này mà arrival area building in the bus chương ban trong ban kia nuông vô tấu cần lại đã một đó hoặc kia đã xâm nhập nè một đó nữ tám làn trồng. Tỏ tiết in the airport Suchita show her passport to trên điên bằng hàng nhờ lịch khách trong đàn bọn yên tỏ khang immigration. Ok chẳng chẳng lại cứ the custom officer chẳng điên bằng hàng lịch khách trong đàn từ khang coi ghế đồng bây giờ kịp bình định khang tàu bộ quê bằng collected her suitcase and then walk past the security officer này tôi walk past the security officer chân niên đà hua một trai sàn đi sóc mà đà mình đây một trai sóc sàn cho chân có trâu ca đà cặp nằm bây cho lòng trên bì mọt thuyền chẳng hạn á. Ok so in she went to the bank to change some American dollars to Thai baht. Okay, chúng chấm lại cứ the international airport. Chúng international airport. Chúng được nông ca dinh thán điên có bàn từ tình địa kia. Chúng được nông ca dinh thán mình lại mình tình địa kia đại dương hạt đồ lùi đồi bàn chứ. Là tầm bấy đồ lùi đồ làm để cắn từ chi lùi bàn. Thế sao nó thể thấy cứ kê đùm râu ở trả lời bạc kê trả lời là thế chân dương trâu đồ lùi chia ra dương vô lùi khả mai tất từ đó dương lò khai dân thám dương đồ tư chia lùi bạc tất thì vô thể trả lời. Ok with her bad she then paid for taxi at the desk under what. Ok, chân chìm lại nó sau tầm mùi tới under airport taxi sign. Vì đàm biên khá đã tha rộn dân chân nó không ngạc cả hình thả. And was taken to a mart, thay trở bàn nông tàu lại to a smart white car. Vì đây nông tàu lan lan bò xo cho lan vầy. Lan cho lan vầy cái lan pra ô tô một cái nhé. Ok, she got in the back of the car and the taxi driver set off for the university. Niêng chô từ chinh nó càng trời lán hồi nè bao taxi có chinh nằm náo tới cắn sơ co và chinh nằm. Ok hình chân xó xí cứ rửa rõ xó xí đế cái này cho lòng đã bì. Ok chân xông cài xùm rúa hồi nâng chia sẻ khăn tay ở phía tố phóng chung bố rồi cả khó chú phóng mà đời sản giúp chồng lươn tị chứng A là A cứ B hay là B này cứ C và fill in the gap and write question thì
và chân nó sau đi cứ cái ca homework và nét học nè chân homework là cứ ai cứ chấm nói a slide xin đồ thị buôn rồi đào thị vùng mũi buôn trăm vùng mũi hay chấm nói trong cầu cứ sơ sơ paragraph vùng pi cả diễn than là nét học hơn và sẽ chưa cả thà khăn mũi má nhiều pi và sinh viên học từ cả diễn than mũi nát đầy học hơn nhưng cứ sơ sơ rải rạp máu than nó còn cả diễn than mình ít là ok, anh chàng là cú xong bài chọc trầm vấn này hai miền xung lũ ấy xuống comment ở thằng đồng lũ hay complete chất subscribe thằng bây tụ tụ bàn video thầm mấy share like video này thật càng một phép share video thật càng một phép thầm bây gọt bàn tin được kìa, ok còn chẳng chúc kìa nó không video thầm mấy bật to nơi chapter 14 mà cú nâng lợi dọc nơi chung phụ thì đọc buôn cho mà bằng tin bật to. Bye bye, good luck.